Kêu nó về hả? Ừ. Trời ơi, tốt quá rồi, tốt quá rồi. Tôi đi liền nha. Nè, đi đâu vậy? Không phải ông đồng ý cho Vĩnh Gia lấy đơn giấy chân rồi sao? Tôi đi nói cho nó biết. Ai nói tôi đồng ý chứ? Ông không đồng ý sao? Không đồng ý mà kêu con trai từ Thượng Hải về làm gì? Kêu nó quay về là tôi đồng ý sao? Trước khi đi đã nói rõ ràng rồi bà. Nói cái gì? Nó là cha hay tôi là cha đây? À, lão tử kêu con trai trở về muốn ra điều kiện hả? Nói như vậy chuyện phó hội trưởng của con trai mình đã tiến triển gì sao? Có thể nói là vậy. Chúng ta đã thắng, Chương Sĩ Trân thua rồi. Ơi, bà nói lung tung cái gì chứ? Ê, nè, bà xem cái này đi. Là cái gì vậy? Xem cho kỹ ha. Đại thọ 60 sao? Đại thọ 60 của Chương Sĩ Trân. Nè, đọc tiếp phía dưới đi. Kính mời cả nhà đến dự. À. Bà Niên à, hai nhà Chu Chương chúng ta trở mặt với nhau. Ông ta gửi ông thiệp đại thọ, có gì mà ông vui dữ vậy hả? Ê, đó là chuyện giữa đàn bà với đàn bà các người. Đàn ông làm việc ở bên ngoài không giống như mấy bà. Lẽ nào bà chưa nghe nói Bạch Vũ Hòa và Lư Gia kiện cáo sao? Chuyện đó với chuyện con trai mình có liên quan gì nhau chứ? Chương Sĩ Trân dựa trên thế lực của Lư Gia mới có thể ngồi được vị trí hội trưởng. Bạch Vũ Hòa gây sự như vậy đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của Chương Sĩ Trân rồi. Hắn có thể cùng Bạch Quốc Trí đi chung đường sao? Tôi cứ nghĩ đến mẫu nữ Chương gia là đóng rồi. Ê, thời thế thay đổi rồi. Bây giờ là bọn họ chủ động đến tìm chúng ta mà. Như vậy nghĩa là sao? Ê, tôi nghe nói là tên Chương Sĩ Trân này đang dây ngân sách ngân hàng. Hắn muốn kinh doanh tơ lụa, hơn nữa là chủ yếu làm kinh doanh với người nước ngoài thôi. Người nước ngoài? Phải rồi. À, tôi hiểu ý ông rồi. Ý ông là Chương Sĩ Trân muốn làm kinh doanh với người nước ngoài nên cần Vĩnh Gia chúng ta. Bà vẫn còn thông minh đó. Cho nên tôi mới nói là kêu Vĩnh Gia quay về đây thôi. Kêu nó về cũng không chịu thỏa hiệp đâu. Kêu nó về rồi tính. Tôi không có cách mà. Thì bà nghĩ cách đi. Không được thì nói tôi đang bệnh ha. Ê, sao tự nhiên tự rủa mình như vậy chứ? Dù sao cũng phải kêu nó về thôi hả? Không biết là con đã rời khỏi đơn gia. Nghe Trung Bá và con nói lại. Dạ, con đến đây được nhiều ngày rồi. Đẹp quá ha. Dương trà thanh tịnh, tu thân dưỡng tính. Ở đây một thời gian cũng rất là tốt. Bá mẫu, con đã nghỉ rồi. Con không trở về đâu. Những lời trước đây bác nói với con, tất cả con đều ghi nhớ trong lòng. Bác à, bác cũng là muốn tốt cho con. Bất luận như thế nào, ai mà dính dáng tới Đơn Phúc Toàn đều là không tốt. Dạ, con hiểu rồi. Khó lắm mới có bậc trưởng bối quan tâm đến con như bác đây. Con thật sự rất cảm động. Cũng không có gì to tát mà. Bá mẫu, bác yên tâm đi. Con biết phân biệt tốt xấu. May mà bác không ghét bỏ con, chỉ cho con đường sáng sủa này. Sau này con nhất định sẽ làm theo dặn dò của bác.
trước mắt là sẽ rời khỏi cái nhà đó. Sau đó, sau đó thì bác nói sao con nghe vậy? Con sẽ nghe lời bác, con nghe lời bác hết. Vậy à, con viết thư kêu Vĩnh Gia về đây đi. Dạ. Không lẽ con cứ để nó ở bên Thượng Hải một mình sao? À, phải phải phải. Nhưng mà bá mẫu à, con viết thư kêu anh ấy quay về không thích hợp cho lắm. Nếu như nó không quay về thì chuyện con rời khỏi đơn gia không phải vô ích sao? Viết thư kêu nó quay về đây đi, có chuyện gì thì về nhà rồi bàn tiếp. Dạ. Ông đi cẩn thận nha. Bạch gia mời. Đại phu à, sao rồi? Theo như bắt mạch thì có thể dùng thuốc được. Thuốc tôi đã chuẩn bị xong rồi. Đại phu à, về chuyện này đừng cho ai trong nhà tôi biết nha. Hiểu rồi, Bạch gia. Đây là một chút thành ý của tôi, ông nhận đi. Cảm ơn. Cảm ơn không tiện ha. Bạch lão gia. Đại phu đi rồi hả? Ông cẩn thận nha. Cẩn thận. Cẩn thận nha. Đóng cửa đi. Dạ. Chuyện gì vậy chứ? Cho hỏi có phải nhà của Bạch Vũ Hòa không? Con tìm thiếu phu nhân có chuyện gì không? Ở đây có lá thư từ Thượng Hải gửi về cho cô ấy, phiền bà chuyển lại cho. Dạ. Nè, tiểu huynh đệ, tôi không có biết chữ. Cậu xem giùm tôi ở đây viết cái gì vậy? Phía trên chỉ ghi là người nhận là Bạch Vũ Hòa thôi, người gửi là họ Chu. Chu thiếu gia này với thiếu phu nhân nói chuyện với ai vậy? Chỉ là lúc nãy có người hỏi đường thôi. Dương Ma, bà làm gì vậy? Tôi lau chùi đồ thôi. Lau chùi đồ? Trưa nay lão gia ở nhà ăn cơm, gần đây khó lắm mới gần gũi với chúng ta, và còn không mau xuống bếp giúp làm cơm nữa. Đừng có làm biếng đó. Tôi lúc nào mà làm biếng đâu chứ. Mau đi đi. Tiểu Xuân à, làm cơm xong chưa? Xong ngay đi. Dương Ma, bà đi với tôi đi, lão gia gọi bà đó. Lão già kêu tôi. Phải. Đi thôi. Lão già đến rồi. Đây. Dương Ma. Dạ. Bà hãy đem mấy món đồ này đến chỗ động phủ cho ta, đưa cho Đổng đại phu nhân, nói là ta gửi lời thăm hỏi. Dạ. Rồi bà ở lại Vĩnh Gia nghỉ ngơi ít bữa đi ha. Bạch lão gia, ông thật là nhân hậu. Cảm ơn bạch lão gia. Cảm ơn gia. Phúc bá. Tiểu Xuân. Sao chỉ có hai vợ chồng huynh thôi? Dương Ma đâu? Dương Ma ra ngoài rồi. Lại lười biếng nấu thuốc hả? Thuốc của Tam thiếu gia để bên kia, thuốc của tiểu thư tôi canh là được rồi. Hai vợ chồng cô khách sáo rồi.
lâu lắm mới tới một lần, sao lại để hai người làm chứ? Để đó cho tôi. Tiểu Xuân cô nương sao khách sáo quá, lão gia đã dặn dò rồi, chúng tôi phải làm cho lão gia đối với tiểu thư thiệt chu đáo, còn đặc biệt mua thuốc qua đây cho tiểu thư. Ấy, thuốc này là thuốc gì vậy? À, thì là thuốc an thai đó. An thai hả? Để tôi coi thử nha. Có gì đâu mà xem. Sao vậy? Tôi xem không được hả? Cô không biết đâu mà. Sao lại không biết chứ? Ngày nào tôi chẳng đi bốc thuốc cho tiểu thư. À, phải rồi, lão gia còn kêu ta đi bốc thuốc nữa. Ê, đây, tôi đi trước đi. Phúc bá à? Nè, cô đưa cả. Nếu cô để đi bốc thuốc đi. Rốt cuộc đây là thuốc gì? Lão phu nhân, tôi có vài lời muốn nói riêng với bà. Dân bác, ra ngoài trước đi. Có chuyện gì cứ nói. Cái này, là cái gì vậy? Đây là lá thư tôi lấy từ bưu tá gửi tới. Bưu tá có nói là đó là người họ Chu viết cho thiếu phu nhân. Tôi đâu có biết chữ, cho nên tôi mới nghĩ đưa qua đây cho lão phu nhân xem trước. Chị ra ngoài trước đi, chút nữa lão phu nhân sẽ xem ha. Nhân bác, đưa Dương Ba ra ngoài. Có việc tôi sẽ gọi. Nhưng mà lão phu nhân tôi thôi. Nè, bây giờ tôi mở ra nha. Đi thôi, đi thôi. Tức chết đi được mà, một chút tiền công cũng không có nữa. Dân bác à, chuyện này là sao vậy? Đầy tớ trong nhà đi hết rồi hả? Từ khi nào mà đến phiên Tiểu Mộc bắt đầu là chủ quản phát ngôn vậy? Lão phu nhân thì chẳng nói tiếng nào, cụ ta là tiểu nhân mà chả ra cái gì hết. Các người muốn hại tiểu thư? Tiểu Xuân cô nương à, có tên là nghe tôi giải thích đi. Hả? Cô nghe tôi giải thích đi mà. Cô nói đi. Nghe tôi nói đi. Lão gia, ông xem. Lão gia, bọn họ muốn hại tiểu thư. Lão gia, rốt cuộc đây là thuốc gì? Hả? Rốt cuộc nấu thuốc đây là thuốc gì vậy? Là ông, ông đã kêu bọn họ làm sao? Các người hùa nhau hãm hại tiểu thư tôi. Con không cho ông hại tiểu thư đâu. Cho dù ông là cha của tiểu thư, con cũng không thể nào để mọi người hại cô ấy được. Tiểu Xuân à, Tiểu Xuân cô nương, con giúp ta đi. Bây giờ chỉ có cô và ta mới cứu được tiểu thư của cô thôi. Cô hãy giúp ta đi mà. Ông thư viết gì vậy? Chu Vĩnh Gia kêu Bạch Vũ Hòa 3 ngày nữa đến Thượng Hải, nói là muốn mở phiên tòa. Mở phiên tòa? Vậy là muốn kiện tụng rồi. Toàn Bình Thành này ai mà không biết. Không phải ông nói thế lực Lưu công tử rất mạnh sao? Sao cô ta có thể kiện người ta được chứ? Vậy mới nói cô ta quá liều lĩnh rồi. Tên Lưu công tử đó là ai mà muốn đi kiện là kiện được chứ? Thế đạo bây giờ ngoài tiền và thế lực ra, nếu không thì làm sao có thể đi kiện cáo được. Tôi thấy cái tên Chu Vĩnh Gia này, bên ngoài thì giúp cô ta kiện cáo, nhưng thật ra là muốn dụ dỗ cô đến Thượng Hải hai người ăn chơi trác táng thì có. Bạch Vũ Hòa này,
Bạch Vũ Hòa, sao ngươi không chịu an phận vậy? Ta nói mà biết, tuyệt đối không thể cho cô ta đến Thượng Hải. Lỡ như chọc giận Lưu công tử thiệt thì không những cô ta bị trừng trị, mà ngay cả mẹ chồng là bà cũng sẽ bị liên lụy. Tuyệt đối không để cô ta đọc được bức thư này. Cứu mạng đi, cứu mạng đi, cứu ta với, buông ra đi. Tiểu thư, buông ta ra đi. Tiểu thư, buông ra đi. Buông ta ra. Buông mà Tiểu sư. Đừng mà, đừng mà. Tiểu sư, lúc sinh nhật Sâm, ta với em đã ở cùng nhau mà. Chúng ta đều nghĩ có Thiệu Hoa. Đừng mà, thai của ta là con của Thiệu Hoa. Đừng đổ thuốc đi, không được giết chết con của Thiệu Hoa, không được đâu. Tiểu thư à, em xin lỗi. Cô cứ hận em đi, nhưng mà em muốn tốt cho cô. Được mà. Dạ. Cô phải uống đi. Được mà. Tiểu thư của Tiểu quá. Tôi cầu xin các người, đừng giết con của tôi mà. Được mà. Phúc mẫu. Dạ. Đưa tôi. Ê, đưa cho tôi đi. Đừng mà, đừng mà. Tam thiếu gia tỉnh rồi, cậu nghỉ ngơi tiếp đi. Bây giờ cậu không thể qua bên đó được. Tam thiếu gia, đừng cản ta. Thiếu gia. Đừng mà. Các người làm cái gì? Cứu chị với. Hãy cứu chị đi. Hãy cứu chị đi mà. Cứu chị với. Cố Tiểu Xuân, cô đang làm cái gì vậy? Cô cũng đồng lõa đó, cô biết không? Tôi đã nói rồi mà. Hả? Tôi đã nói với cô rồi mà. Tôi không ngờ cô lại là người độc ác như vậy. Hả? Các người có phải là muốn ép chết đứa con hay không? Các người là bọn giết người đó biết không? Nói đi. Cô hận cha. Vũ Hòa, cô hận cha suốt đời này. Cậu yên tâm, tôi không làm gì đâu. Sao tôi tin cô được chứ? Tôi không làm gì nữa mà. Tôi phải trông chừng cô mới được. Hả? Xem cô có thể làm được gì. Đời người khổ nhiều lắm, làm quá phụ rất là khó khăn. Con còn trẻ mà, làm quá phụ khổ lắm con à. Đến bây giờ con vẫn chưa biết tại sao cha không cho con về nhà. Tại sao chứ? Về nhà mẹ đẻ, biết bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm vào con, làm sao cha có thể cho con tái gia được? Con vốn không muốn tái hôn, con đồng ý ở quá cả đời này. Nhưng cha không nỡ. Con còn trẻ mà, con nên có gia đình riêng của mình. Nếu như con về nhà mẹ đẻ thì con sẽ không có bất kỳ hy vọng nào hết. Hy vọng của con, hy vọng của con chính là đứa con của con và Thiệu Hoa. Ông trời cho con sinh mạng này chính là cho con có hốc dục của Thiệu Hoa. Cha, con cầu xin cha,
cho con giữ lại đứa trẻ đi. Không ai tin đây là cốt nhục của Thiệu Hoa hết con à. Con không bận tâm. Con có thể không bận tâm, nhưng đứa nhỏ này cả đời sẽ không ngóc đầu dậy nổi. Con giữ đứa nhỏ này lại thì con sẽ không có những ngày tháng tốt đẹp đâu. Không một ai dám lấy con hết. Con không tái giá. Chỉ cần có đứa bé này là con mãn nguyện rồi. Con sẽ cùng con của con sống hết cả đời này. Cha, con cầu xin cha cho con được giữ lại đứa bé này đi. Con cầu xin cha. Con cầu xin cha. Vũ Hòa, con sao vậy? Vũ Hòa. Vũ Hòa. Người đâu? Nhanh mời đại phu đi. Tiểu Phúc à, anh nhanh mời đại phu. Dạ. Tiểu Xuân vào trong đi. Dạ. Con không được vào. Rốt cuộc cha lại làm gì với chị của con vậy? Cứu con của ta đi. Tiểu thư à. Cứu con của ta đi. Tiểu thư, con sao rồi? Sao lại ra nhiều máu như vậy chứ? Tiểu thư à, con bác đi mời đại phu rồi. Đừng dọa em nữa mà tiểu thư. Sao rồi? Ơi, tôi chỉ biết giải thích với quan tòa thôi. Có khả năng là thông báo mở phiên tòa luật sư không có nhận được, nguyên cáo không đến, hy vọng ông không đồng ý về ngày mở phiên tòa cho chúng ta. Vậy quan tòa có đồng ý không? Ơi, cậu cũng biết rồi đấy, thời của Trung Quốc bất ổn nên án kiện trong tòa án càng ngày càng nhiều. Lần này chúng ta lại chủ động đến xin mở phiên tòa, Chu, vụ kiện này phải kéo dài rồi. Chỉ cần Bạch Vũ Hòa không bỏ cuộc thì nhất định tôi sẽ giúp cô ấy tiếp tục kiện. Hôm nay tôi vừa nhận được bức điện báo của nhà gửi. Giống vậy tôi đang do dự có nên về nhà một chuyến hay không. Bây giờ xem ra ngày mai tôi phải đi thiệt rồi. Chú à, tư cách là ông chủ của cậu và cả bạn bè, tôi nhắc nhở cậu thôi. Mối quan hệ giữa luật sư nam và người phó thác là nữ thường rất là tế nhị. Tôi biết rồi, Smith à. Trong chuyện lần này, cả công lẫn tư, tôi đều rất cảm ơn anh. Cho nên để thể hiện lòng biết ơn, tôi mời anh một bữa cơm. Được thôi. Anh có về không? Có không? Trong lòng của anh có vị trí của em không? Ơi, tới lượt cậu này. Nè Chu. Tới cậu đấy. À, cậu có tâm sự sao? À, đâu có.
À phải rồi, quên nói cho anh biết nữa, tôi sắp cưới rồi. Ờ, chúc mừng cậu, đây quả là tin tốt lành, có thể kết hôn với người mình yêu. Thật sự, rất là đáng chúc mừng. Nhưng mà tôi cũng không biết là tôi có yêu cô ấy không nữa. Cậu cũng không biết có yêu cô ấy hay không. Vậy tại sao cậu lại muốn lấy cô ấy chứ? Mỗi người đều có sứ mệnh và nhu cầu riêng của mỗi người mà. Ờ, chỉ để hoàn thành sứ mệnh. Hình như đây không phải là tính cách của cậu. Cậu có sứ mệnh gì mà buộc cậu phải kết hôn để hoàn thành? Để cứu vãn cô ấy, đồng thời cũng là cứu vãn bản thân tôi. Ít ra thì người con gái này là người mà tôi lựa chọn, không phải là ấn định của cha mẹ hay bất cứ ai. Ờ, vậy tại sao cậu không tìm người con gái mà cậu yêu để kết hôn? Ít ra cũng kết hôn vì tình yêu. Smith à, hôn nhân ở Trung Quốc á, không phải vì tình yêu. Ờ, vậy tại sao lại phải kết hôn? À, là vì tiền, lợi ích, cha mẹ, hoặc là để sinh con đẻ cái. Vì cái này, vì cái kia, tóm lại, không có tình yêu. Đương nhiên, nếu nói thật lòng là yêu một người á, thì tôi cũng đã từng rồi. Ờ, à, phải, vẫn còn có ngoại lệ. Nhưng chỉ tiếc là cô ấy đã kết hôn rồi, hơn nữa là trong thời gian ngắn. Chồng cô ấy đã qua đời, cô ấy trở thành quá phụ. Cho nên nói không yêu thì cũng có cái lợi của không yêu. Ít ra sau khi người ta chết đi cũng không khó chịu. Con bà có về hay không? Không biết nữa. Kêu đơn dĩ chân gửi bức điện báo rồi. Cái gì? Đơn dĩ chân? Ê, giận cũng không ít gì. Nếu như lần này con trai quay về thì rõ ràng trong lòng đó có cô ta rồi. Lão gia, à, lão phu nhân, à, thiếu gia trở về rồi. Lần này ông nên đấm chát đi. Lâu quá không gặp rồi. Mẹ. À, thiếu gia. À, về rồi hả? Ở nhà hết sao? Về rồi thì tốt. Nè, ngồi 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 ngồi. Con đi thăm một người trước đã, chút nữa con sẽ về. Ừ. À, vậy chân không có bệnh. Không có bệnh mà. Dạ. Đây, con xem nè. Thì tục ngữ có câu: quan gia nghi giải bất nghi kết. Ha. Huống chi Chương Sĩ Trân đã có thành ý thì chúng ta cũng nên nhận mới là biết điều, phải không? Ấy, cũng không thể nói như vậy đâu. Dẫu sao thì người ta cũng bày tỏ thành ý, xóa bỏ hiềm khích mà. Ha. Chúng ta nói những lời hào hùng, chí khí của chúng ta không quan trọng sao? Bà ta làm nhục mẹ trước đám đông thì không tính hả? Giờ chúng ta có thỏa thuận, nếu như cha chấp nhận thỏa thuận thì coi như là không có gì. Cô ơi, bà xem nó kìa. Con thì không ngờ cha mẹ đã vì chuyện này mà lừa con trở về đây, còn xúi giục đơn chỉ chân nữa. Con trai à, đừng đi, chỉ là bữa cơm thôi mà. Con nói không đi sao? Cha mẹ nuôi con lớn như vậy, đâu đến nỗi một bữa cơm cũng không đi cùng được. Yên tâm đi, ngày mai con đi mừng thọ cùng cha mẹ. Cái thằng tiểu tử này. Chu thiếu gia. Tiểu Xuân, anh về khi nào vậy? Không phải anh đang ở Thượng Hải sao? À, tôi mới vừa về thôi. Ừ, vậy sao anh lại ở đây chứ? À, tôi trùng hợp đi ngang qua. Ờ. À phải rồi, Vũ Hòa khỏe chứ?
đang bị bệnh. Bị bệnh sao? Có nghiêm trọng không? Để tôi đi xem thử. Ê, hôm khác đi. Bệnh cũng không nặng, chỉ là cảm thôi. Chờ cô ấy khỏe lại tôi báo anh biết. Cũng được. À, Tiểu Xuân à, gần đây trong nhà có nhận được bức thư nào hay không? Thư? Đâu có thư nào. Ê, có phải tòa án có manh mối gì không? Vẫn chưa có. À, chờ khi nào có manh mối gì tôi lại đến tìm hai người. Được. Sao rồi hả? Không có sảy thai. Hả? Sao có thể được, đại phu? Nó ra máu đỏ vậy mà sao không sảy thai được chứ? Bạch tiểu thư tuổi còn trẻ, sức khỏe tốt, ra máu nhưng không lưu thai. Sao có chuyện này được? Sao lại như vậy chứ? Đại phu à, đại phu ông giúp tôi đi mà. Không phải tôi không muốn giúp ông, nhưng thật sự không thể kê thuốc được nữa. Nhưng... nếu kê thuốc nặng hơn mà lỡ như đứa bé không mất thì ngay cả sức khỏe của mẹ cũng chịu không nổi đâu. Xảy ra chuyện gì tôi gánh hết cho. Tôi đưa ông này. Không phải vấn đề tiền bạc mà chính là mạng sống con người. Ông làm ơn giúp tôi đi thật mà. Thật sự là tôi hết cách rồi. Làm gì vậy? Ông tìm người khác đi, tôi không gánh nổi chuyện này đâu. Được. Không được đâu đại phu à. Ông nhất định phải đại phu. Đại phu. Đại phu à. Về nhà lão cung. Đi cũng được một thời gian rồi. Sao hả? Anh không biết gì sao? Tôi không biết nữa. Vậy khi nào cô ấy về? Tôi nghĩ nó sẽ không quay lại nữa đâu. Tại sao vậy? Đây là nhà cô ấy mà. Sao cô ấy lại không quay về chứ? À, chú thiếu gia, anh đừng có giả đò nữa được không? Không thể, không thể che giấu sự giả tạo đâu. Trọng An, tôi thật sự không biết mà. Chẳng lẽ anh không hiểu con người của tôi sao? Nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đi. Nói vì danh tiếng của Chu gia nhà mấy người cho nên nó mới rời khỏi đây. Chuyện này nghĩa phụ tôi vẫn chưa biết. Tôi vẫn chưa nói với ông ấy nữa. Tôi cũng không biết nói sao nữa. Trọng An, vậy nói tôi biết nhà lão cô ở đâu đi. Đơn Vĩ Chân. Anh về rồi sao? Em đang bệnh. Sao anh thấy em khỏe vậy? Chuyện này. Rốt cuộc là có chuyện gì mà gửi điện báo gọi anh về gấp vậy? Anh thật sự vì em mà vội vàng về đây sao? Em thì không ngờ anh lại. Em đang bị lợi dụng đó em biết không? Em biết chứ. Mẹ anh muốn kêu anh về nhưng sợ anh không đồng ý, cho nên mới kêu em gửi bức điện báo cho anh. Vậy em có biết tại sao mẹ anh lại kêu anh về không? Mẹ kêu anh về đây là muốn anh đi tiệc mừng thọ của Trương Sĩ Trân. Đơn Vĩ Chân, anh phát hiện ra là em gốc thật. Em đừng khóc nữa, không đáng đâu. Được rồi, đừng khóc nữa mà.
mau lau nước mắt đi. Được rồi, đừng khóc nữa. Ít ra em không bị bệnh vậy là tốt rồi. Thật ra anh cũng đã rất lo lắng. Anh thực sự còn tưởng em có chuyện gì gấp lắm chứ. Em cũng rất hy vọng bản thân mình có chuyện cấp bách lắm. Mẹ anh không hề nói cho em biết là kêu anh về để mừng thọ Chương gia. Nếu như em biết là vậy, nếu như em biết là vậy, em sẽ không gửi bức điện báo đó, đúng không? Em vẫn sẽ gửi đó. Mẹ anh kêu em làm bất cứ chuyện gì em cũng sẽ làm. Cười em đi, em nhu nhược vậy đó. Nhưng hãy nói cho anh biết đi, rốt cuộc là em vì cái gì mà làm vậy? Bởi vì anh là người đầu tiên dám bước vào nhà họ Đơn. Bởi vì anh là người đầu tiên dám đứng ra nói chuyện cho em. Bởi vì anh là người, bởi vì anh là người muốn nói cưới em. Bất luận là anh thật lòng hay giận dỗi, đối với em đều rất quan trọng. Vì anh, cái gì em cũng làm hết. Dĩ Chân, nhưng mà lúc đó chỉ là anh buộc miệng thôi. Đừng sống vì bất cứ người nào khác, sống vì bản thân của em đi. Em phải lấy hết dũng khí. Em biết chứ. Nhưng dũng khí cần có sức mạnh. Em không có sức mạnh. Chu Vĩnh Gia, sau này anh đừng đến trêu ghẹo em nữa. Nhà anh cũng đừng lợi dụng em như vậy. Em cũng sẽ không ngu ngốc ảo tưởng chờ đợi nữa. Anh đi đi. Muốn mừng thọ thì mừng thọ, muốn lấy ai thì lấy. Chương gia và nhà của anh, đó mới thật sự là môn đăng hộ đối mà. Dĩ Chân, anh đã nói là anh sẽ cưới em thì nhất định anh sẽ cưới em. Nhưng em phải dũng cảm hơn nữa. Đừng có ngốc nghếch như vậy. Hoan nghênh, chờ đó để khách sáo quá rồi. Mời bên này, được khách sáo nha. Hoan nghênh, hoan nghênh. Mời vào trong, mời vào trong. Hoan nghênh, hoan nghênh. Hoan nghênh, hoan nghênh. Thưa phu nhân, thật là ngại quá, đã đến trễ rồi. Không trễ, không trễ, đúng lúc lắm. Vĩnh Gia cũng đến sao? Hoan mừng thọ gửi bác. Đừng khách sáo quá. Anh đến làm mà. Chưa phu nhân à, Văn Nguyên đâu? Vĩnh Gia đến rồi, tụi nó có thể từ từ nói chuyện mà. Phải đó. Thiệt là thất lễ, mẹ tôi sức khỏe không được tốt nên tôi kêu nó qua đó chăm sóc cho bà ấy rồi. Tụi nó vẫn còn trẻ, sau này còn có nhiều cơ hội gặp nhau nói chuyện ha. Được. Mời 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 mời. Bên này, bên này. Bên này quản gia đón tiếp khách quý nha. Dạ, bên này. Xin mời. Cạn ly, cạn ly. Mời. Dạ mời. Xin mời. Dạ mời.